Chúng ta sẽ tạo một cái class quản lý điểm trong buổi 2. Quản lý sinh viên đi. Quản lý sinh viên. Hay gọi là sinh viên đi ha. Sinh viên. Trong cái sinh viên này thì chúng ta sẽ xác định được. Hôm trước là thầy kêu là các bạn cần phải có những câu hỏi lớn để mà mình dễ hình dung được là mình đang làm gì. Như vậy thứ nhất là mình quản lý cái gì? Vậy trước tiên mình trả lời cái câu hỏi mà mình thấy rõ là quản lý sinh viên. Vậy mình hỏi tiếp, quản lý sinh viên cần quản lý gì? Đó, cần quản lý gì? Không, như vậy thì ở trong phần quản lý sinh viên tùy theo mỗi bạn chứ không phải là tất cả mọi người đều giống nhau. Tùy theo mỗi đơn vị, tùy theo mỗi cái trường mà người ta có nhu cầu quản lý khác nhau. Nhưng cái chung, giả sử mình cần quản lý gì các bạn? À, mã số sinh viên, rồi tên, họ tên, rồi à năm sinh, mình viết một số trường để cho nó dễ, rồi điểm, rồi như vậy đi cho nó dễ. Sau này thì bạn có thể là quản lý nhiều hơn, mình cứ thêm vô thôi, mình cứ thêm vô chứ không 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 nhất thiết là phải là bất kỳ cái gì mình cũng đưa vô đây. Để ví dụ, mình chỉ ví dụ 4 trường, sau này các bạn có thể quản lý 10 trường, 15 trường tùy theo. Vậy thì trước tiên để quản lý được mã số sinh viên, tên, điểm thì chúng ta phải làm gì? Phải có các gì các bạn? Bây giờ chúng ta có khái niệm là các gì nào? Bình thường để mình chứa dữ liệu thì mình gọi là gì? Là gì nào? Với những cái Java trước đây mình từng học, mình muốn chứa được mình giải phương trình bậc nhất mình phải khai báo gì? À, biển. Và bây giờ ở trong class thì mình gọi nó là, trước đây là biến, bây giờ là gì nào? Thuộc tính nhé. Đến thời điểm này các bạn học về class, các bạn nhớ dùm cho thầy chỗ này. Thuộc tính nó có hai chữ tiếng Anh mà người ta hay dùng. Một là field, hai là attribute. Và trong Java thì người ta dùng là attribute nhiều hơn. Còn trong cơ sở dữ liệu thì dùng field nhiều hơn. Nói chung là cái nơi để chứa được cơ sở dữ liệu của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ này quản lý mã số sinh viên thì mã số sinh viên là một attribute, là một thuộc tính trong class. Và thuộc tính này chúng ta sẽ khai báo kiểu dữ liệu là gì? Đúng rồi, như vậy tùy tùy theo nhu cầu, tùy theo nhu cầu. Có khi chúng ta dùng mã số sinh viên chỉ là số thôi. Có một số trường người ta dùng mã số sinh viên chỉ toàn là số, chứ không nhất thiết là phải string. Tùy theo trường, tùy theo đơn vị. Và nói chung thì đa số là string. Như vậy khi mà bạn khai báo á, giả sử sau này bạn viết phần mềm, bạn viết một cái module hoặc là một gọi là một API để xử lý về quản lý sinh viên. Nếu như bạn nói là có trường quản lý mã số sinh viên bằng số, vậy bạn khai báo nó là kiểu in hoặc là kiểu long là đúng. Nhưng nếu như mà cái ứng dụng đó mà mình mở rộng ra cho một trường khác mà người ta sử dụng chuỗi thì sẽ bị lỗi. Nhưng giả sử mình viết là chuỗi, mình viết là string thì gần như bất kỳ trường nào cũng xài được, chuỗi cũng là được.
mà số cũng xài được. Hiểu được chỗ này không? Đấy, như vậy thì tùy các bạn chọn cái nào nó phù hợp thì mình xài. Và chỗ này mã số sinh viên mình nên xài string s mã số. Mã số sinh viên. Tại sao mình xài s? Tại vì để cho nó dễ thấy, à cái mã số sinh viên này kiểu dữ liệu là string, dễ thấy. Tên tương tự như vậy thì chỗ này mình cũng có thể để tên chỗ này. Hai cái kiểu dữ liệu này giống nhau. Năm sinh, hiện nay là mình chưa dùng ngày tháng năm sinh, mình chỉ mới dùng năm sinh thôi. Cho nên năm sinh mình sẽ dùng, à rồi ok, năm sinh. Điểm thường là chúng ta sẽ dùng float để cho nó đủ, tương đối là nhỏ thôi, không cần phải đến double. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài float á thì đôi khi chúng ta gán nó lỗi, chúng ta phải thêm cái gì phía sau, à thêm cái chữ f ở phía sau. Còn nếu như mà chúng ta không thêm là nó bị lỗi, vậy chúng ta để double, thường là vậy. D điểm. Rồi chúng ta đã khai báo các cái thuộc tính xong, bây giờ chúng ta sẽ khai báo đến phương thức. Phương thức với một cái class quản lý sinh viên thì thường chúng ta sẽ cho nó đầy đủ các phương thức constructor và các phương thức get set tương ứng với các trường mà chúng ta đang có. Còn sau đó chúng ta viết thêm cái gì đó là tính. À, như vậy thì các bạn sẽ click chuột phải, các bạn chọn insert code. Nếu như chúng ta hơi làm biến tí, và những cái này thì nó cũng cơ bản, cho nên chúng ta sẽ có thể dùng constructor không có tham số là 1. Tạo tiếp một cái constructor nữa là có đầy đủ tham số, select all. Tạo tiếp một cái phương thức là get và set cho tất cả các cái thuộc tính này, là getter và setter. Như vậy đây là một cái class cơ bản, một cái class cơ bản mà chúng ta có các thuộc tính và các phương thức. Nhớ lại cái từ khóa mới nha, cái từ mới. Những cái này gọi là phương thức hoặc là method để xử lý số liệu trong cái class sinh viên này. Và các bạn còn nhớ mình học Java 1 nguyên thủy, kiểu nguyên thủy là gì, kiểu lớp bao là gì, nhớ không? Thế nào là nguyên thủy mà thế nào là lớp bao? Tại sao gọi nó là lớp bao, tại sao gọi nó là nguyên thủy? Hả? Ví dụ như là kiểu by, chữ b thường là gì? Kiểu b hoa là gì? B hoa là nguyên thủy, b thường là gì? Sao nào? Bây giờ giả sử như chỗ này đi, double này là nguyên thủy hay là lớp bao? Rồi, còn cái d này? Sao nào? D thường mới là nguyên thủy, D hoa là lớp bao. Ủa vậy lớp bao là cái gì? Vậy mình nên xài D thường hay D hoa? Vậy D thường và D hoa có gì khác nhau? Nguyên thủy và lớp bao có gì khác nhau? Java 1 nha. Nếu cần quay trở lại ông mười giáo, nó có một cái video chuyên nói về nguyên thủy và lớp bao. Nguyên thủy là gì? Là một cái lớp
mà nó đã có từ thời sơ khai, gọi là thời nguyên thủy. Cho là chúng ta học Java thì chúng ta kế thừa từ đâu ta? Java kế thừa từ đâu? C. Double này đã có C chưa? In này đã có trong C chưa? Rồi. Cho nên chúng ta gọi nó là nguyên thủy. Và trong Java chúng ta cũng xài lại được những kiểu dữ liệu trước đây đã từng tồn tại. Còn bây giờ nếu như các bạn muốn sử dụng double, double này là lớp bao. Lớp bao nó có cái là đây, thầy đang muốn nói đến lớp. Lớp là chúng ta có thuộc tính, chúng ta có phương thức. Phương thức lớp nguyên thủy, ví dụ như là bạn khai báo điểm, bạn khai báo điểm double, thì cái biến điểm này nè nó chỉ chứa được mỗi một con số thôi, nó không thao tác được gì trên đó hết. Còn đối với lại lớp bao thì nếu bạn khai báo là double điểm thì cái điểm này có thể đi so sánh với điểm khác được. Được chưa? Đây, đến giờ này không không rõ chỗ này ha. Đây. Ví dụ ở đây ta cho có A bằng 9, 8, B bằng 9. Thì ở trong này nếu như các bạn muốn so sánh A và B có bằng nhau hay không thì bạn phải dùng một cái hàm if bạn mới biết là false hay không false. Còn đối với lớp bao là C và D thì chỗ này D mình có thể so sánh trực tiếp trên cái tên biến này luôn, equal luôn. Đó, D equal với C cũng được, với A cũng được. Mình vẫn so sánh được. Hoặc là so sánh với một trong số cũng được luôn. Tức là nó người ta đã viết thêm các phương thức để xử lý cái số này, chứ không đơn thuần là chỉ chứa số. Cái B ở trên là chỉ chứa số thôi, duy nhất chứa một con số hết, không thêm được cái gì. Nhưng D ở dưới thì ngoài cái việc nó chứa được số 9, nó còn làm thêm được rất là nhiều việc. Và việc của nó làm được là gì? Mình chấm cái mình biết. Đây, nó làm được N thứ. To string. Ví dụ khi mà các bạn xuất một cái chuỗi ra, một cái message, ví dụ sau này bạn chuẩn bị học đến cái phần giao diện, mình xuất ra một cái message chẳng hạn, thì trong cái re option band á, nó có cái chỗ chấm show message và nó yêu cầu phải đẩy vô đó một cái chuỗi, mà mình đẩy một con số giờ là điểm vô chẳng hạn thì nó báo lỗi, bởi vì nó kêu là tôi yêu cầu đưa vào là một chuỗi. Thì mình chỉ cần lấy cái điểm đó mình chấm to string là nó tự động nó chuyển thành chuỗi luôn, chỉ trường hợp mà bạn khai báo đó là double lớp bao. Còn nếu bạn khai báo double nguyên thủy thì bạn không xài được. Được chưa? Đấy. Như vậy tại sao là mình xài nguyên thủy, tại sao mình xài lớp bao? Với C thì chắc chắn là phải xài nguyên thủy rồi, bởi vì nó không có lớp bao. Nhưng mà qua đến Java thì mình nên xài lớp bao, cũng không nên xài nguyên thủy. Bởi vì lớp bao đôi khi mình cần thì mình có cái để hỗ trợ ngay. Ví dụ mình muốn xuất cái điểm đó từ số sang chuỗi là to string, xong nó sẽ rất là nhanh. Đó, được chưa? Như vậy thì tùy theo nhu cầu mà chúng ta chọn cái kiểu dữ liệu cho nó phù hợp, chọn kiểu dữ liệu cho nó phù hợp. Mà chúng ta quay lại bài quản lý sinh viên. Bài quản lý sinh viên của chúng ta thì chúng ta có thêm nhu cầu nữa là nhập sinh viên. Thay vì chúng ta nhập trực tiếp, tức là nếu như đã có mã số sinh viên, có tên, có năm sinh, có điểm thì chúng ta gán ngay một sinh viên mới. Còn giả sử bây giờ mình không có thì mình sẽ public nhập sinh viên
Bây giờ vấn đề của chúng ta là chú ý nè, nhập sinh viên. Hôm trước mình đã làm một cái nhập cơ bản như thế này, public void, nhập sinh viên. Mình sẽ sử dụng scan. Đến Java 2 rồi, có ai bây giờ viết cái này mà còn phải suy nghĩ không? Viết bây giờ là dùng tay chứ không dùng đầu nữa ha. Mấy cái này là cực kỳ cơ bản rồi. Vậy chúng ta sẽ có một cái lệnh là xuất ra là họ tên. Và chúng ta sẽ dùng this chấm s họ tên, this chấm à mã số sinh viên trước đi để cho nó theo luôn. Mã số sinh viên 2 chấm mã số sinh viên bằng scan chấm net line. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết để mà nhập họ tên. Họ tên this.s tên. Và tương tự, chúng ta sẽ nhập năm sinh this.y năm sinh. This.y năm sinh net in. Chuyện gì đây? Net line. Hả? Không, đúng rồi, nhưng mà ý là thầy đang hỏi à, do mình viết ra ngoài cái hàm, do mình thu nhỏ quá mình không thấy, chưa enter xuống. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có điểm y điểm à double điểm bằng net double. Rồi đây là chúng ta nhập theo kiểu rất là cơ bản, nhập sinh viên. Và nếu như mà mình làm như vậy á thì sau này mình xài nó không có được tiện lắm, nó không hay. Tại vì bạn nhập được rồi đó, nhưng mà nếu mà bạn muốn lấy cái dữ liệu này ra bạn xài thì dữ liệu này sau khi nhập nó nằm ở đâu? Nằm ở trong các cái trường này nè, ở trong các attribute này nè. Mà làm như vậy thì mình xài nó rất là bất tiện. Cho nên mình có thể viết lại, cũng là nhập sinh viên, nhưng mà thay vì mình làm gì, mình trả về kiểu dữ liệu là voice, thì mình trả về kiểu dữ liệu là sinh viên. Đó, nhập sinh viên 2, trả về kiểu dữ liệu là sinh viên. Và ở chỗ này nó khác tí xíu nha, chỗ này chúng ta sẽ khác tí xíu. Các bạn thấy là nó báo lỗi nè, mình không có return. Vậy ở chỗ này mình đừng có nhập trực tiếp cái sinh viên giống như vậy, mà ở đây chúng ta sẽ có một cái string. Không biết là trước đây các bạn đã học ở Java 1 chưa. Mình string, mình khai báo một cái tên
hoặc là ở chỗ này bạn nêu một cái sinh viên ở đây cũng được, nêu một cái sinh viên luôn, ở đây mình nêu một cái sinh viên chỗ này luôn thì nó sẽ thuận tiện hơn. Sinh viên SV bằng new sinh viên. Cái class đó mình viết nó rất là linh hoạt nha các bạn. Các bạn thấy là mình đang viết cái lớp sinh viên đúng không? Mình đang viết lớp sinh viên nè, nhưng mà mình xài được nó luôn. Mình đang xây dựng lớp sinh viên luôn á, mình lấy chính nó xài luôn. Hay là vậy đó. Rồi ở đây chỗ này mình lấy là SV chấm, SV chấm, SV chấm, SV chấm, SV chấm. Và ở đây chúng ta sẽ return return sinh viên. Đó là hai cách mà chúng ta viết theo cái dạng là xử lý trong class. Nó rất là hay. Nhập sinh viên trên này là nhập xong, mà muốn xài thì mình phải dùng mấy cái hàm get mình mới lấy ra được. Còn nếu như mà mình return về một cái kiểu dữ liệu là sinh viên thì lúc chúng ta lấy ra nó rất là dễ, dễ xài. Như vậy mình sẽ demo ở chỗ lấy ra. Bây giờ mình sẽ có buổi 2 Java. Java 2. Rồi sinh viên mình chúng ta có class sinh viên rồi, chúng ta sẽ new một cái class là buổi 2 để chúng ta gọi cái sinh viên ra. Và trong này chúng ta muốn chạy được, chúng ta phải dùng hàm main. Bên này thầy gọi là sinh viên SV bằng new sinh viên. Rồi, như vậy chỗ này nó sẽ có hai cái phương thức khởi tạo. Nó có hai phương thức khởi tạo là sinh viên không đối số và sinh viên có đối số. À, tùy mình, nếu như mà mình đã có dữ liệu rồi thì mình gọi cái sinh viên có đối số mình gán vô luôn. Còn nếu mình chưa có dữ liệu thì mình sẽ khai báo cái sinh viên mà không có đối số. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy SV chấm nhập. Như vậy nó có hai dạng nhập, một là nhập sinh viên, nhập sinh viên là nhập không thôi đó. Bây giờ qua bên này mình làm cái hàm xuất luôn đi, mình làm cái hàm xuất nhập xong rồi bây giờ xuất đi. Nhập xuất sinh viên, xuất sinh viên. Trong cái xuất này chúng ta sẽ sử dụng lại bốn dòng này đi cho nó nhanh. Mã số sinh viên, tất nhiên chỗ này chúng ta sẽ không ken, mà chúng ta sẽ cộng cho this chấm mã số sinh viên. Tên cộng cho this chấm add tên. Cộng cho this chấm năm sinh. Điểm cộng cho this chấm điểm. Rồi ở chỗ này chúng ta viết theo kiểu này thì chúng ta dùng cho nó xuống dòng print line đi. Print line
để cho sau khi nó xúc xong thì nó xuống dòng nhìn cho nó dễ. Rồi ở bên này nhập sinh viên SV chấm xuất run. Mã số sinh viên PS18208, tên Hùng, năm sinh 2004, điểm 8. Đó, thì mã số sinh viên, họ tên, cái này là phần xuất đây. Phần trên là nhập, phần dưới là xuất. Như vậy chúng ta đã nhập xong, xuất xong. Nếu như trường hợp mình khai báo trước rồi mình nhập sau cũng được. Còn không, bây giờ các bạn sẽ có một cách khác. Một cách khác, mình sẽ có sinh viên SV2 bằng bằng gì? Chấm chưa được, chưa có cái lớp để chấm kiểu như vậy. Bây giờ làm sao để mình gọi được cái hàm là nhập? Gọi được hàm nhập 2. Như vậy thì ở chỗ này cái sinh viên này nè, sinh viên 2 này. Sinh viên 2 này mình có thể lấy trực tiếp ở trên cái sinh viên mình gán xuống bằng cách là sinh viên 2 bằng sinh viên chấm nhập. Đó. Sinh viên 2 bằng sinh viên chấm nhập. Để làm gì? Giả sử bạn sẽ nhập vào danh sách sinh viên 5 người, 7 người, 20 người thì mình dùng một vòng for. Mình dùng một vòng for để mình duyệt một cái mảng. Và cứ mỗi lần như vậy mình gọi cái SV này cho nó nhập với sinh viên lại để mình gán qua đây. Thì đó là cái cách mình gọi cái sinh viên 2. Đó là một bài toán rất là cơ bản liên quan đến cái phần mã nhập xuất, rồi liên quan đến phương thức, rồi liên quan đến overload, override. Thì mình sẽ có cái phần to string, đó là override là viết lại. Còn ở trong này là mình đang xài overload, là nó có load ở cái chỗ là hai cái hàm này hoặc là cái hàm mà xuất, tùy theo mình có thể là xuất. Mình viết lại xuất này nhiều kiểu, xuất xuất hết hay là chỉ xuất điểm thôi hay là chỉ xuất tên thôi thì mình viết lại. Giả sử như mình dùng overload đi, mình chọn cũng là hàm xuất luôn, cũng là hàm xuất nhưng mà nó chỉ xuất mỗi tên thôi. Đó, chỉ xuất mỗi tên thôi thì mình đưa tên vô đây, hoặc là mình đưa cái câu tiêu đề vô string tiêu đề. Ví dụ như vậy thì ở trong này nếu mình kiểm tra mà cái có tiêu đề thì mình sẽ add out thêm cái tiêu đề vô đây. Đó, cũng là xuất nhưng mà phía trên thì không có tiêu đề, phía dưới thì có tiêu đề. Vậy giả sử chỗ này xuất sinh viên SV2 chấm xuất sinh viên, mình chọn cái xuất theo kiểu dưới, chọn theo kiểu dưới. Ví dụ như mình để là thông tin sinh viên. Đó, thông tin sinh viên. Rồi ở trên mình để SV2 chấm xuất bình thường thôi. Mình xem thử hai cái có gì khác không. Mã số sinh viên
PS183011. Tên Dũng. Điểm 9. À, năm sinh 9, rồi nhầm. Rồi. Như vậy thì mã số sinh viên ở đây mình xuất đây là bình thường. Còn cái ở dưới nó có thêm cái phần title vô là thông tin sinh viên. Thì tùy theo mình dùng. Nếu mà mình dùng xuất bình thường thì mình gọi cái trên, mình dùng mà xuất có tiêu đề thì mình gọi cái dưới. Đấy, thì các bạn thấy là cái này gọi là overload. Overloading ha. Gần như là viết lại một cái hàm, một cái phương thức cùng tên nhưng mà khác gì các bạn? Khác tham số đưa vào. À, khác tham số đưa vào. Khác tham số đưa vào. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ kết thúc lại cái phần demo trong cái phần tạo lớp. Tạo lớp, tạo các thuộc tính, tạo các phương thức liên quan để mà xử lý một cái class. Ví dụ này nó cũng khá là chi tiết nha. Tí nữa chúng ta sẽ lấy luôn cái sinh viên này để ví dụ qua cái phần các cái khả năng bảo mật ở trong package. Đó, thì ở đây người ta sẽ nói cái phần này là đặc tả truy xuất. Đặc tả truy xuất tức là cái khả năng truy cập từ một cái class khác, từ một lớp khác vào cái class mà mình đang mong muốn.